Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn móc một chiếc kẹp tóc hình chú heo xinh xắn để có thể tận dụng được các đoạn len thừa như thế này nhé. Trong phần này, mình sử dụng len Milk Cotton với hai màu, màu hồng cho phần khuôn mặt và màu trắng cho phần mũi. Kim móc mình sử dụng là kim móc 2.5mm. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau tiến hành nhé. Trước tiên, chúng mình sẽ lấy lên một chuỗi gồm 13 mũi bính. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, mười một, mười hai, mười ba. Sau đó kể từ vị trí chân kim, mình sẽ móc vào vị trí chân mũi thứ hai một mũi X, một mũi móc đơn. 10 chân mũi tiếp theo, mình sẽ đan 10 mũi đơn. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Còn lại vị trí chân mũi cuối cùng, mình sẽ móc vào đây 3 mũi X, 3 mũi đơn. 1 2 3. Tiếp theo, mình sẽ đan vòng sang cạnh phía bên đối diện. Mình sẽ đan 10 mũi X. Mình sẽ đan vòng sang cạnh bên đối diện và móc vào đây 10 mũi X nha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Còn lại vị trí chân mũi cuối cùng, mình sẽ móc vào đây một mũi V. 1 2. Sau đó, mình sẽ móc vào chân mũi đầu tiên, kéo qua, móc một mũi trượt để kết thúc hàng. Vậy là mình đã móc xong hàng thứ nhất rồi. Bây giờ, để móc hàng thứ hai, đầu tiên mình sẽ lên một mũi bính. Sau đó, tại vị trí chân mũi mà mình vừa lên mũi bính đó, móc vào đây một mũi V, một mũi tăng. 10 chân mũi tiếp theo, mình sẽ móc 10 mũi X. Mỗi chân mũi một mũi đơn. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Sau đó đến 3 chân mũi ở vị trí vòng cua, mình sẽ đan 3 mũi tăng. 1 mũi tăng. 2 mũi tăng. 3 mũi tăng. Tiếp đến, mình sẽ móc 10 mũi X. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Tiếp theo, hai chân mũi tiếp theo mình sẽ móc vào đó mỗi chân mũi một mũi V. 1 mũi V, một mũi tăng. Tiếp theo. Thêm một mũi tăng nữa. Sau đó, mình sẽ móc vào chân mũi đầu tiên
kéo qua, móc một mũi trượt để kết thúc hàng. Vậy là mình đã kết thúc hàng số 2 rồi. Bây giờ đến hàng số 3, mình sẽ tiến hành đan như sau. Đầu tiên, mình sẽ móc lên một mũi bính. Sau đó tại vị trí chân mũi mà mình móc mũi bính đó, mình sẽ móc vào đó một mũi X. Chân mũi bên cạnh bây giờ, mình sẽ móc một mũi V, một mũi tăng. 10 chân mũi tiếp theo, mình sẽ móc 10 mũi X. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ở vị trí vòng cua bây giờ, hiện tại mình có 6 chân mũi ở vị trí vòng cua. Và mình sẽ đan một mũi X, một mũi tăng, rồi lặp đi lặp lại 3 lần. Một mũi đơn, một mũi tăng, tiếp tục. Một mũi đơn, một mũi tăng, tiếp tục. Một mũi đơn, một mũi tăng. 10 chân mũi tiếp theo, mình sẽ móc mỗi chân mũi một mũi đơn. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Sau đó còn 4 chân mũi, mình sẽ móc thành các cụm, một mũi đơn, một mũi tăng, lặp đi lặp lại 2 lần. Một mũi đơn, một mũi tăng, tiếp tục. Một mũi đơn, một mũi tăng. Sau đó mình móc vào chân mũi đầu tiên, kéo qua, móc một mũi trượt, kết thúc hàng. Vậy là mình đã kết thúc hàng thứ 3 rồi. Bây giờ để móc lên hàng thứ 4, mình sẽ tiến hành đan như sau. Ở hàng thứ 4 này thì mình sẽ vừa viền và mình sẽ vừa móc lên phần tai của chú heo nhé. Mình sẽ đầu tiên lên một chân bính này. Sau đó mình sẽ móc vào mũi bên cạnh một mũi móc trượt. Tiếp theo một mũi móc trượt nữa, thêm một mũi móc trượt nữa. Sau đó ở chân mũi tiếp theo bây giờ, mình sẽ móc vào cùng một chân các mũi như sau. Đầu tiên một mũi đơn, tiếp theo vẫn chân mũi đó, một mũi nửa kép, tiếp theo một mũi kép, tiếp theo một mũi nửa kép, tiếp theo một mũi đơn. Vậy là mình đã móc xong phần tai nhô lên của chú heo rồi. 8 mũi tiếp theo mình sẽ móc 8 mũi trượt nhé. 1 2 3 4 5 6 7 8. Mũi tiếp theo bây giờ, mình lại tiến hành đan thêm một phần tay nữa của chú heo. Mình sẽ móc vào chân mũi tiếp theo các mũi như sau. Đầu tiên một mũi X, tiếp theo một mũi nửa kép, tiếp theo một mũi kép, tiếp theo một mũi nửa kép, cuối cùng một mũi X. Các mũi tiếp theo bây giờ, mình sẽ đan toàn bộ là các mũi trượt cho đến cuối hàng.
Sau đó mình sẽ kéo sợi len qua và cắt len đi. Sử dụng kim khâu len xấu sợi len thừa ra đằng sau. Vậy là mình đã được phần khuôn mặt của chú heo như thế này rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành đan phần mũi chú heo này nha. Để tiến hành móc phần mũi chú heo thì đầu tiên mình sẽ lấy lên một chuỗi gồm 5 mũi bính. 1, 2, 3, 4, 5. Sau đó tính từ chân mũi thứ 2 kể từ chân kim, mình sẽ móc vào đây một mũi x, một mũi đơn. Hai chân mũi tiếp theo, mỗi chân mũi một mũi đơn. 1, 2. Còn lại vị trí chân mũi cuối cùng, mình sẽ móc vào đó 3 mũi đơn. 1, 2, 3. Sau đó vòng sang bên cạnh đối diện, mình sẽ móc đầu tiên là 2 mũi đơn. Mình sẽ móc 2 mũi đơn nha. Một mũi đơn này, chân mũi tiếp theo, thêm một mũi đơn nữa, thêm một mũi đơn nữa. Cuối cùng, còn lại chân mũi cuối cùng mình sẽ móc vào đó một mũi V, tức là mình sẽ móc vào đó một mũi tăng và chân mũi cuối cùng. 1, 2. Sau đó mình sẽ móc vào chân đầu tiên, kéo qua, móc một mũi trượt và cắt len đi. Mình sẽ để dài một xíu để giấu nó ra đằng sau nhé. Vậy là mình đã đan xong phần mũi của chú heo rồi. Sử dụng kim khâu len xấu sợi len thừa ra phía đằng sau. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành khâu mắt và mũi cho chú heo này nhé. Tiếp theo, mình sẽ sử dụng mắt thú để khâu vị trí mắt cho chú heo này nhé. Ở đây thì mình sẽ gióng thẳng cái vị trí bên dưới của cái tai này xuống, cái mép của cái tai này mà mình sẽ gióng thẳng xuống và đấy sẽ là một vị trí mắt. Tiếp theo, sang phần tai bên cạnh bây giờ mình cũng sẽ gióng thẳng vị trí này xuống và nó sẽ nằm ở giữa cái hàng thứ nhất và hàng thứ hai, thì mình sẽ lấy một vị trí mắt vào đó nha. Vậy là đây chính là hai vị trí mắt của chú heo. Sau khi đã xác định được hai vị trí mắt cân đối như thế này rồi thì mình sẽ sử dụng kim chỉ màu đen để khâu chặt cái phần mắt này lại nha. Sau khi đã khâu chặt phần mắt như thế này rồi, bây giờ tiếp theo mình sẽ sử dụng kim chỉ màu trắng
để khâu phần mũi cho chú heo và phần khuôn mặt như thế này nhé. Mình sẽ sử dụng kim chỉ màu trắng để khâu phần mũi của chú heo vào phần khuôn mặt như thế này. Mình sẽ căn chỉnh làm sao để mà cái mép phần bên trên của mũi này nó sẽ chính là ráp ráp vào cái phần khoảng giữa của hàng đầu tiên nhé. Sau đó sử dụng kim chỉ màu trắng và khâu lại. Tiếp theo còn một phần nữa, đó là tiếp theo chúng mình sẽ sử dụng một sợi len màu nâu đậm. Đây chỉ là một sợi được rút ra từ sợi len gồm 5 sợi chập lại, và mình sẽ sử dụng kim khâu len để khâu một phần điểm cho mũi của chú heo nữa nhé. Mình sẽ khâu chập đôi. Mình sẽ khâu trên mũi của chú heo này 2 đường chéo. Mình sẽ đâm vào vị trí này này, kéo hơi chếch sang phía bên phải một chút. Vị trí này. Khâu vào đây. Tiếp theo tương tự, mình sẽ khâu thêm một đường nữa. Mình sẽ đâm vào vị trí này, kéo hơi chếch sang phía bên phải này một chút. Vị trí thứ hai ở đây. Sau đó kết len đi. Vậy là chúng mình đã được một phần khuôn mặt chú heo rất là xinh xắn như thế này rồi. Bây giờ chúng mình chỉ việc sử dụng keo nến và khéo léo để gắn cái phần khuôn mặt này vào một chiếc cặp tách. Thế là chúng mình đã được một chiếc cặp rất là xinh xắn cho các bé rồi. Chúc các bạn thành công nha.